cắt tỉa lông cho cún cưng là một việc làm khá quan trọng, giúp chúng trở nên gọn gàng sạch sẽ. Thay vì bạn đem cún cưng ra tiệm để cắt tỉa lông, thì bạn có thể trang bị ngay cho mình một chiếc tông đơ cắt lông để thực hiện việc này ngay tại nhà, vừa tiết kiệm thời gian cũng như tiền bạc. Đặc biệt trong mùa dịch này, mọi hoạt động đi lại chúng ta phải hết sức cẩn thận. Hiện nay tông đơ cắt lông chó trên thị trường có hai loại: loại có dây và loại không dây. Tông đơ có dây thường sẽ có công suất cao hơn, hoạt động mạnh mẽ hơn so với loại không dây, nhưng lại khá vướng víu khi sử dụng. Tông đơ không dây chạy êm và ít gây tiếng ồn. Tuy nhiên, sau một thời gian pin sẽ bị giảm dung lượng và xuất hiện tình trạng chai pin, làm rút ngắn thời gian sử dụng. Để tối ưu cho người sử dụng, Kim có nhập về dòng sản phẩm tông đơ không dây nhưng có thể sạc lại rất tiện dụng, mang thương hiệu Kodos. Điểm nổi trội của sản phẩm này là rất cơ động, không bị vướng víu bởi dây cắm điện, và thời gian sử dụng khi mà sạc đầy lên đến 300 phút. Nhờ công suất mạnh mẽ mà chiếc tông đơ Kodos 6800 trở thành trợ thủ đắc lực cho nhiều người trong việc chăm sóc thú cưng ngay tại nhà. Chiếc máy này có lưỡi cắt được cấu tạo từ loại sứ titanium cực sắc bén, giúp bạn có thể thao tác nhanh gọn, dễ dàng cắt tỉa cả những đám lông dày nhất. Bên cạnh đó, lưỡi cắt cũng có thể tháo rời để bạn thuận tiện hơn khi vệ sinh. Bộ sản phẩm bao gồm thân máy tông đơ Kodos CB6800, lược căng độ dài lông, sạc với dây dài, có thể dùng điện trực tiếp, dầu bôi trơn, chổi vệ sinh. Kim xin lưu ý với các bạn, hiện nay trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện tông đơ Kodos giả. Để giúp các bạn phân biệt cũng như tránh mua phải hàng giả, thì Kim cũng đem đến một sản phẩm tông đơ Kodos giả để các bạn có thể phân biệt, nhận biết qua những đặc điểm sau. Thứ nhất, phía sau gáy của tông đơ thật chữ in có màu xám, vòng tròn ở dưới không bị nhòe, nhìn thấy rõ số 10. Còn tông giả thì chữ màu đen in đậm, vòng tròn sẽ không rõ, để các bạn nhìn thấy số 10. Thứ hai, đèn ở phía dưới công tắc. Tông thật khi bật lên đèn sẽ có màu vàng. Còn tông giả thì sẽ có màu xanh lá cây. Thứ ba, độ trễ. Tông thật khi bạn gạt lẫy, gần như ngay lập tức máy sẽ chạy. Còn tông giả thì phải có độ trễ khoảng một thời gian. Cái này thì các bạn phải cầm trực tiếp, gạt lên, gạt xuống thì mới nhận được cái độ trễ. Chứ nếu nói như vậy thì các bạn sẽ khó thể hình dung. Đây là tông thật nè. Còn đây là tông giả. Tông thật sẽ êm hơn và đỡ kêu hơn nha các bạn. Lược căng độ dài lông. Tông thật á, cái bề mặt nhựa là nhựa ABS, các bạn sẽ thấy bóng sáng, bên trong dập nổi chữ ABS. Các bạn cũng sẽ thấy cái chữ ABS. Còn tông giả thì cái nhựa sẽ thô ráp, không có bóng sáng như cái hàng thật.
và nó sẽ không có chữ ABS. Và cuối cùng, mặt sau của cục sạc cũng cho chúng ta thấy sự khác biệt. Tông thực á, thì dưới hình elip sẽ có số là 2104. Dãy số seri sẽ có đuôi là CH. Tông giả thì các bạn sẽ thấy dưới hình elip sẽ có số là 1901. Và dãy số seri sẽ có chữ là C1. Ok, vậy là Kim vừa giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm tông đơ rất là tiện lợi, giá cả phải chăng, với giá chỉ 450.000 đồng. Nếu mà bạn nào có nhu cầu thì có thể inbox cho Kim hoặc gọi số điện thoại 0965 838375. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye!